Ngọc Dung xin kính chào quý khán thính giả đến với câu chuyện trong tuần. Thưa quý khán thính giả, câu chuyện trong tuần hôm nay, kính mời quý vị theo dõi bài viết Giấc mơ Dương Tường và Ác mộng Bùi Ngọc Tuấn do tác giả Tưởng Năng Tiến. Mặc dù nhiều khi mượn áo trí thức để làm dáng, nhưng trong thực tế, bản chất của lưu manh là thâm thù, căm ghét trí thức chân chính và họ căm thù trí tuệ nói chung. Vương Trí Nhàn. Thi sĩ Dương Tường vừa viết thư gửi bạn ở cõi bên kia nhân ngày giỗ đầu, ngày 18 tây tháng 12 năm 2015 của nhà văn Bùi Ngọc Tuấn. Mình đang đi trên một con phố mới, hình như ở Hải Phòng, lạ quắc, xong lại có nét gì quen quen mà không tài nào xác định nổi. Giống như khi ta cố nhớ ra một cái tên rất thân quen, chắc chắn nó ở quanh quanh đâu đây trong bộ nhớ, chỉ dần chút xíu nữa là bắt được, mà nó vẫn vụt mất. Để rồi đến một lúc thôi, không cố nhớ nữa thì nó lại bất ngờ hiện ra. À, đây rồi, cái biển tên phố gắn trên một cột đèn. Mình tiến lại và đọc thấy Bùi Ngọc Tuấn. Thế là mình thức giấc và ngồi viết thư cho Tuấn đây. Hà Nội có những đường phố mang tên Nguyễn Tuân, Nguyễn Hồng, Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Xuân Diệu, Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Huy Tưởng, những điểm son của văn học Việt Nam. Thế còn bao giờ Nam Định có phố Trần Dần, Bắc Ninh có phố Hoàng Cầm, Thanh Hóa có phố Hữu Loan, Yên Bái có phố Lê Đạt, Thừa Thiên Huế có phố Phùng Quán và Hải Phòng có phố Bùi Ngọc Tuấn. Một dự cảm tâm linh nói với mình, rồi những giá trị đích thực sẽ được trả về đúng vị trí. Con đường mình vừa dạo chơi trong mơ, đường Bùi Ngọc Tuấn. Đường Bùi Ngọc Tuấn rồi sắp thực sự có trong thực tại. Và biết đâu đây mình lại có dịp thảo bộ trên con đường ấy, như đã thảo bộ trên đường Văn Cao dăm năm trước. Bức thư thượng dẫn làm tôi nhớ đến những mẫu đối thoại tưởng tượng khác, cũng của người ở cõi dương với bạn bè ở bên kia thế giới. Tôi thỉnh thoảng dạo phố vẫn hay dừng lại nhìn lên một tên phố, mà chuyện trò lặng lẽ với con người ngồi ở trên cái bảng sắt đây đó, sắt tây đó, để nghe anh ta giải bày, và cũng để anh ta đừng tưởng bở. Thí dụ Văn Cao, ngày hai lượt ra trung tâm thành phố và về Cầu Giấy. Tôi từng có lần hỏi anh, cậu khỏe không? Bây giờ ở trên cao này có thấy sao không? Thì Văn Cao bảo tôi, tao làm nhạc, làm thơ, vẽ, ai hay nay làm diễn viên, lên sân khấu đóng vai kịch ca ngợi Đảng, trọng hiền tài. Mày với tao sống trong cái chăn toàn rận này, mày lạ đê gì nữa? Hôm nọ, thằng Dương Bích Liên, nó lủi lủi đi dưới kia, đầu chúi chúi, hai tay đút túi quần. Tự nhiên nó nhìn lên hỏi, mày lại camera làm bù nhìn bịp cho cái chính sách yêu với trí thức ư? Thế là tao rơi đánh xoắn một cái xuống. Trần Đĩnh, Đèn Cù 2, Westminster, California, người Việt, năm 2014. Tôi thì trộm nghĩ rằng những con phố mang tên Nguyễn Tuân, Nguyễn Hồng, Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Xuân Diệu chả phải là vở kịch Đảng Trọng Hiện Tài, Đảng Trọng Hiện Tài hay chính sách yêu với trí thức. Như cách dụng ngữ của nhà văn Trần Đĩnh đâu, những người Cộng sản Việt Nam có đời nào mà tử tế dữ vậy? Họ cũng chưa bao giờ quý trọng hay yêu thương gì giới trí thức cả. Giả trọng hay yêu vớt cũng không luôn. Nói gần, nói xa, chả qua nói thiệt.
và nói theo lối thường dân Nam Bộ, thì đây chẳng qua chỉ là chính sách ăn theo hoặc chiến thuật dựa hơi của Đảng mà thôi. Kiểu chơi lóng cá chó này, ai cũng biết, đâu có xa lạ và mới mẻ gì. Tạp chí Khởi Hành, số phát hành tháng 8 năm 99 từ California, đã có bài viết Khi chính trị chi phối văn hóa của thạc sĩ Trần Anh Tuấn. Về mấy cái mảnh lặt vặt như thế tự lâu rồi. Một phần của bài viết Trần Anh Tuấn dùng để điểm cuốn lịch sử và văn hóa Việt Nam. Những gương mặt trí thức tập 1 do Dương Trung Quốc, Nguyễn Quang Ân và Tạ Ngọc Liễn sưu tầm và biên tập. Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin Hà Nội xuất bản năm 1998, nội dung cuốn sách được ghi nhận và phân tích như sau. Với hơn 700 trang, các tác giả đã chọn ra 71 nhân vật mà họ vinh danh là những trí thức Việt Nam tiêu biểu trải qua 770 năm lịch sử với 9 thời đại và thời kỳ Trần, Hồ, Lê, Trịnh, Nguyễn, Tây Sơn, Nguyễn, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Nhưng nhìn vào danh sách là chúng ta thấy ngay sự ăn gian của những người làm sách trong suốt 720 năm, từ năm 1225 đến năm 1945, và họ chỉ chấm có 38 nhân vật, tức 53%, đó là Trần Thái Tông, Lê Văn Hữu, Trần Quốc Tuấn, Trần Nhân Tông, Chu Văn An, Tuệ Tĩnh, Hồ Nguyên Trừng, Nguyễn Trãi, Triệu Thái, Lê Thánh Tông, Lê Sĩ Liên, Nguyễn Bình Khiêm, Phùng Khắc Khoan, Lê Hữu Trác, Nguyễn Thiếp, Lê Quý Đôn, Lê Thị Sĩ, Ngô Thị Nhậm, Phan Huy Ích, Trần Văn Kỳ, Võ Trường Toản, Phan Huy Chú, Vũ Phạm Khải, Nguyễn Đình Chiểu, Phạm Thuật Duật, Nguyễn Hữu Huân, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Quang Bích, Lương Văn Cao, Nguyễn Phạm Tuân, Phan Bội Châu, Nguyễn Thượng Hiền, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Văn Tưởng, Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn An Ninh và Phạm Tuấn Tài. Trong 50 năm sau cùng, từ năm 1945 đến năm 1995, họ đưa ra một số lượng khổng lồ là 33 người, tức 47% trong số 33 tên. Chỉ trừ giáo sư Hoàng Xuân Hãn sống ở Pháp, còn lại 32 tên không ai khác hơn là những đảng viên cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam và những người phục vụ chế độ Cộng sản, đó là Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh, Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Khánh Toàn, Đặng Thái Mai, Trần Huy Liệu, Phạm Huy Thông, Tôn Thất Tùng, Hồ Đắc Di, Phạm Ngọc Thạch, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Văn Huyên, Tạ Quang Bửu, Trần Văn Giáp, Tôn Quang Phiệt, Hải Triều, Ngụy Như Công Tum, Dương Đức Hiền, Đặng Quang Ngữ, Hoài Thanh, Nam Trân, Nguyễn Khắc Viện, Lê Văn Thiêm, Từ Chi, Nguyễn Đồng Chi, Cao Xuân Hy, Trần Đức Thảo, Hoàng Thúc Trâm, Đào Duy Anh và Hoàng Xuân Hãn. Nhạc sĩ Tô Hải mô tả đây là cái trò nhố nhăng định khoanh vùng lịch sử chỉ còn ở cái thời rực rỡ nhất là do đảng họ lãnh đạo thôi. Chứ Cộng sản chả có lòng yêu vội hay yêu vớt gì Trần Đức Thảo, Đào Duy Anh, Hoàng Xuân Hãn. Cả họ chỉ dựa hơi những nhân vật trí thức này để mở đường cho cái đám thất phu cỡ như Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh được dịp quá giang hay đi ké vào lịch sử như những gương mặt trí thức Việt Nam. Tương tự những con đường mang tên Nguyễn Chí Thanh, Xuân Thủy, Phạm Văn Đồng, Mai Chí Thọ, Phạm Hùng, Trần Quốc Hoàn
sẽ bớt dơ dáng và dị hợm phần nào. Khi được đặt cùng với mấy tên phổ tử tế và đàng hoàng khác, Nguyễn Tuân, Văn Cao, Nguyên Hồng, Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, làm thế coi cho đỡ chướng và ngó cũng để dễ nuốt hơn, trông cũng giống như mấy lát mì cõng cơm ăn độn vậy mà. Tôi còn sợ rằng giấc mơ của Dương Tường dám lại ác mộng của Bùi Ngọc Tấn nữa chứ. Thuở sinh thời, đã biết bao lần nhà văn của chúng ta từng phải sống qua những ngày tháng hốt hoảng và tuyệt vọng. Bàng hoàng khi biết mình có đuôi, anh như người thấy cái mùi của nhà tù, đó là đòn đánh ngang đầu, là đất sụt nơi mình đứng, là cuộc đời bỗng nhiên không còn là cuộc đời nữa. Có cảm giác của một con thú bị nhốt trong chuồng lồng lộn, nhưng không sao thoát được. Thì ra họ có toàn quyền làm những việc họ thích. Họ huy động cả guồng máy khổng lồ để hại mình. Bùi Ngọc Tấn, chuyện kể năm 2000, tập 1. CLB tuổi xanh, Westminster, California, năm 2000. Tôi thấy rợn hết cả người khi nghĩ đã có mấy thế hệ theo dõi tôi, săn đuổi tôi, vu cáo tôi. Họ đã già đi, đã về nghỉ, hưu trí an nhàn. Nhiều người đã chết, một thế hệ khác tiếp tục việc theo dõi, rồi một thế hệ tiếp theo nữa, đời này sang đời khác. Bùi Ngọc Tấn, hậu truyện kể năm 2000, tiếng quê hương Fort Church, Virginia, năm 2014. Cho mãi đến khi từ dạo cõi đời, Bùi Ngọc Tấn mới hết bị theo dõi và mới hoàn toàn thoát khỏi cái cảm giác như một con thú bị nhốt trong chuồng. Thế mà cái con thú này bất ngờ lại được lên tên đường và cận kề với toàn danh nhân của ngành công an. Những nhân vật toàn quyền làm những việc họ thích và có thể huy động cả guồng máy khổng lồ để hại người cỡ như Trần Quốc Hoàn, Mai Chí Thọ, Phạm Hùng, thì rõ ràng là một chuyện rất hãi hùng, một cơn ác mộng. Chứ còn gì nữa, không khéo Bùi Ngọc Tấn lại rơi đánh xoáng một cái như không. Tương tự, tôi e rằng Văn Cao cũng không cảm thấy vinh dự hay hạnh phúc gì cho lắm sau một kiếp sống trong một cái chăn toàn rận. Khi ông bị đặt nằm giữa những con phố đầy rẫy bất trắc và tệ đoan xã hội, quét gái mãi dâm trên đường Nguyễn Chí Thanh, báo An ninh thủ đô, đột nhập động mãi dâm trên đường Phạm Văn Đồng, báo Người đưa tin, bắt kẻ giao hàng trắng dọc đường Trường Chinh, báo An ninh thủ đô, trộm vàng táo tợn trên đường Xuân Thủy, báo Việt Nam Net, phóng viên truy đuổi đối tượng trộm cắp trên đường Phạm Hùng, báo An ninh thủ đô, dàn cảnh cướp xe trên đường Hồ Chí Minh, báo Dân Trí, xe buýt lại tông người trên đường Lê Duẩn, báo Người Lao Động, xuất hiện hổ tử thần trên đường Trần Quốc Hoàn, báo Lao Động, tảng đá chục tấn rơi trên đại lộ Nguyễn Tất Thành, báo Mới, ô tô điên trên đường Tôn Đức Thắng, báo Mới, đột kích hàng loạt tụ điểm massage kích dục trên đường Nguyễn Duy Trinh, báo VnExpress, sau 83 năm đô hộ Việt Nam. Ngoài những tội ác vô phương chối cãi, người Pháp cũng đã để lại cho xứ sở này những thành quả hiển nhiên thuộc nền văn minh chung của toàn thể nhân loại, hệ thống cầu cống, giao thông, y tế, giáo dục, ngân hàng, bưu điện, bệnh viện, thư viện, kiến trúc, vân vân và vân vân. Nói theo bác Nguyễn Gia Kiểng là Pháp đã còng tay Việt Nam và dẫn vào thời đại mới. Sau đó, dân Việt bị còng tay chặt hơn bởi những người cộng sản rồi buộc phải đi lùi. Đó là lý do tại sao trước khi được vinh hạnh mang tên những vị anh hùng cách mạng, phố phường Hà Nội nói riêng và của cả nước nói chung sạch sẽ và an lành
hơn hiện cảnh rất nhiều. Điều phiền phức và rắc rối hiện nay là dân Việt không còn chỗ để có thể lùi được nữa. Họ đã bị đẩy đến tận chân tường rồi. Bởi thế, những người cộng sản khó mà có thể tiếp tục giữ được quyền binh trong những ngày tháng tới. Khác với chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa cộng sản khi sụp đổ không để lại nơi phần đất mà nó cai trị bất cứ một thứ thành quả nào ngoài bạo lực, nghèo đói, dốt nát, dối trá và vô số những con đường cũng như những ngôi trường, những cơ quan, dinh thự. Buộc phải thay tên. Đến lúc đó, có lẽ vẫn chưa muộn để Nam Định có phố Trần Dần, Bắc Ninh có phố Hoàng Cầm, Thanh Hóa có phố Hữu Loan, Yên Bái có phố Lê Đạt, Thừa Thiên Huế có phố Phùng Quán và Hải Phòng có phố Bùi Ngọc Tấn, như giấc mơ của Dương Tường. Kính thưa quý vị, câu chuyện trong tuần hôm nay tạm thời kết thúc. Ngọc Dung xin kính chào toàn thể quý vị. Hẹn lại quý vị trong câu chuyện trong tuần kỳ tới. Kính chúc quý vị một ngày an lành và hạnh phúc.